chào tất cả anh chị ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, bên em muốn giới thiệu với chị đó là một siêu phẩm VIP chế tác theo chất liệu là gỗ xưa, đó là cụm sim lạc lục cửu các chị nhé. Đấy ạ, một cái tác phẩm rất là hoan hỉ ạ. Và trước tiên đi gần đến tác phẩm thì bên em cũng xin thông báo kích thước và giá để anh chị có thể cân đối chị nhé. Cao là 32, ngang là 50 và chiều sâu là 28 ạ. Và giá tác phẩm bên em giao lưu với giá là 30 triệu đồng. Đấy anh chị ơi, nhìn chất gỗ quý có VIP không ạ? Đấy chị ơi, một cái tác phẩm được rất là kỹ chị nhá. Đặc biệt là chị ngắm cho em từ thần thái của cụ Chi Nặc này. Đấy, cụ Chi Nặc là một vị thần sống ở trong ngôi nhà chúng ta chị nhá. Đấy là mang những cái điều an lạc nhất này, mang những cái điều hạnh phúc tốt đẹp nhất đến người gia chủ này. Đấy, và đặc biệt là xung quanh cụ không thể thiếu là gồm 9 em bé tiểu đồng, gồm cả nam và nữ chị nhá. Đấy, đủ nét đủ đẻ đây chị ơi. Đấy, một tác phẩm rất là đẹp từ những cái thần thái của những em bé đây. Đấy, đây là cô bé thì đang cầm những cái gọi là đang cầm một cái gậy để có thể làm móc những cái cánh hoa chị nhá. Đấy, cười rất là tươi, rất là an lạc đây, rất là khoái thái chị nhá. Đấy, đây ạ, đi xuống phía dưới đây là với những em bé thì đang kéo cá chép ấy chị nhá. Cá chép thì biểu tượng cho sự thành công, biểu tượng cho sự lĩnh đạo ấy chị nhá. Đấy, làm ăn được gì thuận lợi được đó, vạn sự thành công, vạn sự như ý ấy chị nhá. Tác phẩm bên em hàng đục từng chi tiết một này, từ những cái đường nét bên trong thì bên em đục rất là sức nét chị nhá, moi móc rất là sạch sẽ luôn này, từ những cái tràng hạt này. Đấy, từ những cái tràng hạt thì bên em cũng đục chắc tỉa cũng rất là đều chị nhá, tròn tăm tắp luôn. Đấy, đều nhau từ chơi vân gỗ rất là già luôn này chị ơi, người tác phẩm rất là đẹp, rất là có hồn này chị nhá. Đấy, bên trên từ những cái dải dây thì bên em đục cũng rất là kinh bông này, thần thái thì bên em đục rất là sắc nét này. Đấy, em bé nào cũng nở lên nụ cười rất là tươi. Và đặc biệt là bên cạnh này, bên em có chế tác một cái bình hồ lô rất là lớn đấy chị nhá. Bình hồ lô đây ạ, chị biết là bình hồ lô thể hiện sự bình an, thể hiện sự may mắn đấy chị nhá. Từ những chất vân gỗ này. Đấy, chất vân gỗ rất là già rồi. Đấy, một cái chất gỗ xưa đỏ rất là giá trị rồi. Đặc biệt là cụ Di Nặc đang ngồi trên những cái đồng tiền tài lộc. Những cái đồng tiền thì mang lại tài lộc, mang lại cái tiền tài, mang lại cái sự may mắn, thành công đấy chị nhá. Đấy, anh chị ngắm cho em từ những khe kẽ thì bên em có moi móc rất là kinh bong. Và đặc biệt là cái tác phẩm hàng VIP, phôi gỗ VIP như này thì bên em cũng phải có người nghệ nhân đấy chị nhá. Người nghệ nhân chế ra cái tác phẩm này, chứ không phải là cái gỗ quý này mà có thể là đưa cho tay nghề nào cũng được thì không có đâu chị nhá. Đấy, tác phẩm đẹp, phôi gỗ đẹp, phôi gỗ quý thì phải cần những người nghệ nhân cần mẫn nhất thì mới chế ra tác phẩm đẹp như này. Đấy, mặt sau đây một cái phôi gỗ xưa đục đây. Đấy, hàm liền nặng thôi chị nhá, một phôi gỗ liền nặng đặc biệt luôn đây. Đấy, từ những chất vân gỗ anh chị ngắm cho em mặt sau đẹp y như mặt trước đây chị nhá. Đấy, và sẽ quay lại mặt trước cho anh chị ngắm đứng diện này. Đấy, một cái tác phẩm rất là đẹp này, từ những cái đường nét đục của tác phẩm này bên em tặng kèm đây chị một chiếc kỷ chị nhá. Và kỷ này là cao tầm 10 phân. Và sẽ đọc lại kích thước đây chị nhá. Cao 32, ngang 50, chiều sâu là 28. Và bên em giao lưu với giá là 30 triệu đồng. Đấy, anh chị nào đã hữu duyên thiện chí tác phẩm thì có thể là alo trực tiếp qua bên em qua số hotline 0836776688, hoặc có thể là đến trực tiếp cơ sở bên em 59 Cầu Tây, làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Đấy, chưa thể là ghé qua và có thể là thưởng lại những cái tác phẩm đẹp bên em và cùng ngắm kỹ tác phẩm gỗ xưa này chị nhá, để có thể là lựa chọn và dinh về. Đấy ạ, anh chị nhanh tay tác phẩm vẫn còn, nhưng mà chậm tay thì em không dám chắc là tác phẩm còn hay không anh chị ơi. Cái tác phẩm nào được đẹp như này mất rất là nhiều thời gian để mình lấy chế tác cái tác phẩm đẹp như này, thì anh chị cũng nhanh tay chị nhá. Và anh chị vào xem thấy video hay, tác phẩm đẹp thì hãy để lại cho chị một nút like. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh thì có thể là nhấn nút đăng ký kênh bên em theo dõi những video, những cái buổi like hàng ngày bên em thường xuyên set up lên anh chị nhá. Em xin cảm ơn tất cả anh chị, hẹn anh chị trong những video tiếp theo ạ.